Có sao không? Có sao không? Chiếc này 68 cộng 9 phải không ta? Má ơi. Bị gì vậy? Ổ khóa đúng không? Xiết cho chặt lại. Anh em nghe cái gì không? Đó, nghe cái gì không? Rồi thôi đi ha. Thì cái tour này á là mình sẽ đi đèo Giao Bắc nha anh em. Mình sẽ đi Di Linh xong rồi mình rẽ vô đèo Giao Bắc. Hôm nay mình đi với mấy bạn này là 4 chiếc bô nổ anh em. 4 chiếc bô nổ, bô NLK, bô Red Leo. Bạn là máy lớn không à. Thì trong đó là có 2 chiếc 74 mới làm nha anh em. 2 chiếc máy 74 mới làm xong luôn. Đây. Đây 74. Con này hôm bữa mình quay clip nè. Là tối là đi luôn á. Thanh niên này là cái thanh niên mà núp gió trước màn hình tivi nè anh em. Đó đây, hôm nay đi thực hành luôn. Từ hướng Đà Lạt mà đổ về á là dường như mình đi full đèo rồi. Chỉ có cái đèo Gia Bắc là mình chưa đi, thì hôm nay mình đi. Cái cung này theo mình thấy là cũng rất là hợp lý anh em. Mình đi trong ngày, mình tới Di Linh xong mình rẽ vô Gia Bắc, mình về Phan Thiết, vòng ra Sài Gòn. Đó, khá là phê. Và cái tour này nó cũng dài. Nó cũng là một cái tour đèo trong ngày nhưng mà nó không phải là tà bao. Nếu mình đi tà bao thì nó gần hơn. Còn Gia Bắc thì nó xa hơn anh em, nó xa hơn chút xíu. Đèo Gia Bắc lúc này thì không biết là đường xá như thế nào anh em. Nghe nhiều người nói là xấu lắm, đường xấu lắm. Kệ, anh em mình sẽ trải nghiệm thử ha. Thì đa số hôm nay đi là Accenter không nha anh em. Hình như là 5 chiếc Accenter cho 50 và 1 chiếc Accenter 135 úp áo LC. Quá vui luôn. Thì cái tour này có gì vui thì mình sẽ quay lại cho anh em xem ha. Mình sẽ làm một cái nhật ký hành trình. Đó. Thì hôm nay mình lấy xe này mình đi. Tour này là tour của Accenter cho nên là mình lấy Accenter mình đi nha anh em. Hiện tại là mình đang làm leader. Mình nói chuyện vài câu là chút nữa mình chốt bàn luôn. Ê, bơm nước điện anh có vấn đề rồi. Ai hờ anh nghe nó khét máy. Chít, 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 chít. Nó có báo lên đây không? Không, chưa báo. Rồi, xong có vấn đề đó. Rồi xong rồi. Nó mới bị luôn á. Mới bị, anh nghe khét khét mà. Có thể bị xúc dây á. Chạy nghe khét khét mà. Hả? Nó khét nó cũng không quan trọng lắm đâu. À, nhưng đủ. Mà bây giờ phải tháo ra kiểm tra cái dây bên đây nè. Sợ xúc cái dây đi mát á. Đúng rồi. Con nào đem đồ nghề theo không? Chết cha không? Trời đất ơi, thầy thợ đi tour mà không đem đồ nghề theo là chết tôi rồi. Xe đảm bảo mà. Không, hồi nãy anh nghi lắm rồi, anh chạy xong nghe nó khét khét. Xong mà ngừng đây anh nói chơi cái bị thiệt luôn nè. Hết rung rồi. Hả? Không, bây giờ nó rung nhẹ hiệu à. Nó rung khè 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 không? Xúc mát đúng không? Không có đâu, mát còn. Bơm nhớt điện. Ý là xúc dây mát đó. Không à. Hả? Em nãy tự nhiên nghe giọng anh không nhận ra. Ừ, anh có kênh YouTube Thiện Red á. Ờ, em cũng hay coi. Ờ, đúng rồi. Ba em hay coi cái clip gì anh quay cái beta với em. Anh nhí beta. Ờ, ông ba. Mấy ông này tự tin quá à. Xe mới làm không mà không có ông nào đem đồ nghề theo hết. Trời, thích thì lấy xe đò về. Đúng là dân chơi. Đúng là con trai của ta.
cái bơm nước điện á nó kêu nhỏ quá, anh tưởng nó ngưng, nó hết kêu, nó kêu nhỏ quá phải không. Mình mà đi mấy cái bơm nước điện anh em, mình ngừng xe lại mình bật chìa khóa mà mình nghe nó không có kêu, nó không có rung là nó đang không hoạt động, thì lúc đó mình phải xử lý liền, không ấy là mình chạy nó quá nhiệt nó lúc bơi luôn. Ok, hiện tại là anh em mình đang đứng dưới chân đèo Bảo Lộc ha. Bây giờ chuẩn bị đổ lên chển cà phê ăn sáng, còn sớm quá anh em ơi. Thì giờ điểm danh cái ha. Đây, xe này là 65+4. Đó, 65+4 ha. Chiếc này có đồ chơi luôn nha. Chiếc này mới làm hồi chiều luôn. Hồi chiều là bạn này chạy đi Dino, xong rồi xách xe đi tour luôn. Con này là 74+8. Nè, nhìn cái đầu nè, thấy không, 74+8. Xe này cũng 4 mà có một cái thớt thôi, nhưng mà cái lồng này ăn gian. Đặc biệt mấy anh em ở đây là đi lốp nhỏ nha, đi lốp nhỏ không à, lốp nhỏ nè, lốp nhỏ nè. Chiếc này lốp lớn, xe mình lốp lớn. Thì xe mình ra tới đây ok, hồi nãy mình tưởng nó bị hư cái bơm nước nhưng mà không sao. Đó, nó kêu mạnh không, hồi nãy nó ngưng kiểu nó bị chết tạm thời á. Hả, xe ai ken vậy? Đây, đây nhân vật chính ngày hôm nay đây đó, Huy Phát ha. Cảm nhận như thế nào, đây là chuyến đi đầu tiên của em luôn đúng không? Đúng rồi, chuyến đi đầu tiên bằng một chiếc xe máy lớn, cảm giác như thế nào? Phê lắm rồi. Phê như thế nào? Phê kiểu dặn nhẹ là đi rồi. Dặn nhẹ như thế nào? Quá nhiều, mình đều ra là mình để số 4, số 5 là mình chạy khỏe lắm đúng không? Đúng. Đó. Thì tour này anh em mình đi tốc độ cũng đầm đầm mà không có chạy nhanh lắm. Cứ đều 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 đi thôi. Đồng hồ thì cứ báo 7-80. Còn mấy ông nội này chạy sao mình không biết nha. Chứ mình là mình chạy đúng tốc độ nha. Ê ê ê. Cái nón này mượn sao không trả? Trời ơi, mượn là phải lấy luôn. Cái nón này của mình nha anh em. Nè, nhìn cái mau là biết liền nè. Nó mượn xong lấy luôn. Đó, nhận làm chiếc xe mình xong xu nón luôn. Chủ nhật cho nên là đèo Bảo Lộc không có xe anh em, không có một chiếc xe luôn. Bình thường mình đi vô đây là thứ bảy á, xe đông lắm, thứ sáu thứ bảy là xe đông lắm. Đây là đèo Phú Hiệp nha anh em.
đèo Phú Hiệp bây giờ thì có xây một cái rào chắn bên này. Đèo Phú Hiệp này là một con đèo tai nạn giao thông nhiều lắm. Người ta có làm mấy cái vạch kẻ đường á, ngang qua để cho mình giảm tốc độ á. Đèo Phú Hiệp nó chỉ có một khúc đó thôi. Đó, ở đây nè, là đèo Phú Hiệp. Ok anh em ha, thì hiện tại anh em mình đang có mặt tại Di Linh. Thì bây giờ tạt vô đây để mà uống cà phê, nghỉ ngơi xíu. Thì mình đi từ tối tới sáng bắt đầu thấm thấm mệt rồi đó. Anh em nên tạt vô quán cà phê Võng, nằm nghỉ lưng chút xíu để cho nó tỉnh táo rồi hãy đi tiếp nha anh em. Thì hiện tại là mình đang có mặt tại quán cà phê Võng Lâm Nga. Nói chung khúc trên này là anh em mình chạy lố rồi. Đèo Gia Bắc là như này. Ở dưới đây cách cỡ 20 cây anh em mình chạy lố, thì tạt vô đây để mà uống cà phê. Đèo Gia Bắc thì đây là lần đầu tiên mình đi luôn, cho nên là mình cũng không có rành đường anh em. Mình không có rành đường, mình chạy bị lố. Hôm nay là mình bị dụ anh em. Thật chất á, thật chất cái tour này á là mình bị mấy thanh niên này dụ mình đi. Cái ông nào mà ngủ sai nhất là hồi tối chạy ghê nhất. Đây, mấy thanh niên nằm ngủ sai ha. Ông nào mà ngủ sai, ngủ ngon nhất là hồi tối chạy dữ quá, giờ mất sức, mệt, nằm nghỉ. Đây. Đó. Đây. Nè, kêu cà phê ra chưa kịp uống luôn, là nằm ngủ khò khò luôn. Đây là nhân vật hồi tối núp gió nhiều nhất nè anh em. Đó, núp gió nhiều quá, gió tạt quá. Giờ mệt, mất sức, bê. Đó. Em hứa với anh cái tour này là chạy bao nhiêu? Chạy 60. Sao ra đường chạy xỉ 6 không vậy? Xe mạnh quá chạy chậm không được. Không, cái đó là thiệt nha. Anh em nào mà làm mấy chiếc như là 74 thôi là thua. Ra đường chạy chậm không được. Mặc dù mình chạy chậm, mình chạy tành, người ta nhìn vô người ta cứ tưởng mình nạt bô không à. Đúng rồi. Cho nên là chạy chậm đâu được đâu. Ừ. Nó cứ giật, chạy chậm đâu được. Bởi vậy anh em suy nghĩ kỹ nha. Trước khi làm cục máy bự á là anh em hãy suy nghĩ kỹ. Ra đường là chạy chậm khó khăn lắm, chạy phải nhanh. Chạy được hay làm, còn chạy không được thôi để zin đi cho chắc. Đúng rồi. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái dàn xe ha. Thì hôm nay đi là gồm có 6 chiếc ẹt 150, 1 chiếc ẹt 135. Con này hôm bữa thì cũng có quay rồi nha anh em, 65+8 đi NLK. Quá dữ luôn. Tua dưỡng sinh gì tầm này nữa. Tua dưỡng sinh gì mấy cái bô này sao chạy. Có chiếc này được nè. Thanh niên này nhiêu tuổi rồi? Thanh niên này nhiêu tuổi rồi? Hai mấy, gần 30 đúng không? Có vợ con chưa? Rồi. Có con rồi đúng không? Con rồi. Bù dìn. Được, được. Đúng rồi. Có hai anh em là già nhất trong đám không ta? Là hai cây bô zin. Hai cây bô zin móc. Còn nhiêu là bô nổ không à. Đây. Này LC 135 nha anh em. Cái đội hình này ra đường còn nói gì nữa. Sùm. Quá ồn ào luôn. Mình đâu có muốn đâu. Mình đâu có muốn vậy. Bây giờ đi nha. Đổ nha. Giờ là không có chạy lố nữa nha. Có bản đồ rồi nha. Anh em chạy từ từ thôi nha. Chờ tôi với nha. Ok, hồi hộp quá anh em, lần đầu tiên đi vô đèo Gia Bắc. Má ơi. Cái biệt đội này nó ồn quá anh em ơi, cái gì vậy? Ê, dịnh cho ổng. Dân chơi gì kỳ vậy? Đang tập bầu. Dân chơi gì kỳ vậy? Cái này say ngủ nè.
anh em mới ghé vô quán cà phê chợp mắt được chút xíu. Mình thì mình không có ngủ được. Cái tính mình đó, đi chơi là không có ngủ. Mình đi chơi cho đã, xong rồi mình về mình ngủ. Đoạn đường khúc này đẹp lắm anh em. Đoạn đường khúc này đã lắm. Lúc sáng chạy quá trời chạy. Ủa này là mình bị dụ đi nha anh em. Mấy ông này nói là đi dưỡng sinh mà dụ mình đi cái tour này toàn là chạy bạo lực không à, mình đâu có muốn đâu. Giống như kiểu đây là lần đầu tiên mình đi một cái tour như thế này luôn á. Vượt qua hai chiếc xe đó thì xe mình phải mạnh mới dám vượt anh em. Xe mà yếu yếu không dám vượt đâu. Ghê lắm anh em ơi. Anh em nhìn thấy không? Có thể là camera nó quay á, anh em thấy bình thường. Nhưng mà ở ngoài á, đường nó hẹp mà nó cong vậy nè. Cong lắm. Mấy cha nội kia đâu hết rồi. Để ý mấy cha nội kia nha. Mấy ông chạy một cục đằng sau kìa. Mình làm màu vậy thôi chứ mình cũng đâu dám chạy đâu. Đẹp quá. Đường xấu quá anh em ơi. Đường xấu quá à. Đem mấy chiếc xe này vô đây không hợp tí nào luôn á. Không, đường này chạy không được. Đường này nói chung là chạy từ từ ngắm cảnh thôi. Dám lũi đường chạy từ thôi. Ừ, còn anh em nào mà vô đây có ý định bo cua cải gói ở trong đèo Gia Bắc thì thôi bỏ. Tầm nãy tôi mà bo cua đi vào vùng đất luôn. Hả? Nãy tầm tí nó bo lũi xuống lùm luôn. Bo cho cua lùm luôn. Ghê hả? Bây giờ anh em mình sẽ chạy chậm chậm để mà ngắm cảnh nha bà con. Không có chạy nhanh nữa. Đường xấu quá chạy nhanh không được. Cái đường nó hẹp lắm kìa. Nó nhỏ xíu à. Đường nhỏ mà ổ gà không à. Cho anh em chạy đằng trước, mình chạy đằng sau, mình quay nha bà con. Vô cái đường này á, thì anh em mình phải xác định là đi chậm để mà ngắm cảnh thôi. Tại vì đi nhanh đâu được đâu. Mấy chiếc này mà vô đây chạy chán lắm. Mấy
mấy chiếc này vô mấy cái đèo mà đèo đẹp cỡ như Tà Bao á thì mình có thể dễ dễ được vài cái ha. Còn vô mấy cái đường này, đường nó hẹp quá, cua nó gắt quá, anh em mình đâu có dám dồn số đâu. Vô đây mà không biết dồn số là khó chạy lắm. Hên là ông trời ông không có mưa, ổng mà mưa xuống là mệt nữa. Đèo Gia Bắc hả? Đèo Gia Bắc hả? Rồi ok, xuống khúc này đẹp rồi nè. Đó, phải vậy chứ. Thanh niên kia bo cua vô cái tường luôn. Có sao không?